trong vòng 1 phút và nhiệm vụ của ba chị gái là nhảy hấu với nhau. Ai nhảy đẹp nhất sẽ được giải thưởng là một chiếc áo Zara trị giá 2 triệu đồng ạ. Đáng yêu thật đấy. Quý vị và các chị em cùng tới ngày hôm nay.